Làm gì vậy? Ủa lau nhà y lau bằng nước gì vậy? Sao bông vậy? Nước lau nhà đó, hương thơm nhà đó. Ôi, nước hương thơm lau nhà là người ta chỉ là lau cái nhà cho nó thơm thôi chứ đâu phải mà nó tẩy ba cái vết dơ ở dưới nền nhà mình đâu. Nó đỏ chứ. Ôi, nước hương thơm đó, nước lau nhà ta để dành á. Là khi mình lau nhà mình lau qua một nước sạch rồi mình mới lấy nước lau nhà mình lau lại cho nó thơm thôi, chứ còn mà mình lau thẳng cái ghế này làm sao mà nó sạch được. Ủa ơi sạch đâu, sạch đâu, để hồi nó đóng có quần quần lại à, nó đâu có sạch được. Tại vì cái nước hương thơm á là nó chỉ để cho mình thơm khi mình đã làm biến á, mình không lau sạch đó, mình lau sơ qua cái để cho nó tạo hương thơm để người ta nói là mình là mình kỹ á, biết không á. Chứ thật sự mình nói mình đó là lười, lười biến. Nên trước tiên mình muốn lau nhà nè, mình phải lau một cái nước sạch qua rồi mình mới lau lại là cái nước của lau nhà. Còn bây giờ anh chỉ cho một cách nè, lau một phát một luôn, không cần lau hai nước, không cần sử dụng bằng nước lau nhà hương thơm nữa. Bây giờ nhà mình nè, coi lúc nào cũng có nè, chanh nè, kem đánh răng nè, lấy ra chanh anh chỉ cho cưng làm. Không, đây là lỡ cái nước này rồi thì chút nữa nặng chanh với kem đánh răng vô đây luôn. Rồi mình lau một lần một luôn. Rồi bây giờ cưng cắt chanh ra đi. Cháy luôn. Cắt nữa lấy nửa nước cháy thôi. Còn một trái thì càng tốt. Mình lấy nửa trái là được rồi. Đó, cái chanh nè, với kem này nè, để những khi nhà mình á không có nước là lau nhà, mình lấy cái này mình lau rất là thơm và nó rất là sạch nha. Tại vì kem đánh răng mình á nó có chất hương thơm của bạc hà nên nó rất là thơm và nó tẩy sạch lên cái nền nhà của mình luôn. Rồi được rồi, nó nghe một khúc vậy thôi. Rồi cưng thò tay vô cưng phấy lên đi, phấy đều cho nó tan ra đi. Này nước mình trong cái ba nước mình hương thơm của lau nhà mình mà, nước lau nhà ngấy thì cưng thử lên nó thơm không, thơm bát ngát luôn. Thì hôm nay Cảnh cũng chia sẻ luôn cho đại gia đình mình nha, một cái cách để mình lau nhà sạch và thơm và không sử dụng bằng nước lau nhà nha. Tại nhiều khi đó nước lau nhà của mình á, nước mà nó lỡ bị hết, đại gia đình mình lấy kem nặng cho Cảnh một khúc và một nửa trái chanh rồi mình dắt vô nước nha, phải phải đều lên rồi sau đó mình lau nha, nó vừa sạch mà nó lại vừa thơm nữa nghe đại gia đình. Thơm không, thơm không, thử đi, thơm bát ngát không? Cái này nó thơm không khác gì nước lau nhà mình đâu. Nên đó, mình muốn lau nhà thì mình cứ phấy lên đều lên cái này thì mình lau đó. Cái này mình đã áp dụng để khi mà mình nhà mình hết nước lau nhà mình lấy cái này mình lau, mình phấy lên hỗn hợp này mình lau nhà đi sạch lắm và thơm nữa. Thì cái hương thơm này đại gia đình mình cứ làm nha, áp dụng theo cái này là để trường hợp mình nhà mình hết cái nước lau nhà mình á, mình lấy kem đánh răng mình với ke chanh á, mình phấy lên mình lau nha đại gia đình, thơm lắm và nó sạch bóng luôn, nó không có để một vết quằn để lại đâu. Hương thơm nó rất là thơm đó. Thì mà trước khi mình muốn là sử dụng cái này mình phải lau qua một nước sạch qua rồi mình là mình sử dụng lại nghe đại gia đình, rất là sạch nha và nó thơm lắm nha đại đình. Còn như dốc trạng thì để lấy một cái nước lau nhà cái mình lau thẳng ra đó, thời gian mình là mình che đậy cái lớp mình không được lỗi không được ở sạch đó, biết không? Lớp không được là ta gọi là làm biến á đó. Rồi mình đổ nước lau nhà vô cái lau luôn lần một thì như vậy nó đâu có sạch đâu. Thơm là bát ngát nha. Tại vì kem này đánh răng mình nó có hương vị bạc hà mà, thơm lắm. Phải sạch chứ. Cái cách để mình pha cái nước này là đây đình. Rất là đơn giản và nhà mình là lúc nào cũng có mà ít tốn kém nữa đây đình. Thơm quá thơm. Trời ơi. Cái mùi thơm đó rất là thơm dễ chịu ghê nha.
không khác gì bột với cái nước lao nhà của mình đâu nha đại đình. Đó, thì cái cách để mình lao nhà mà khi mình hết nước mà lau nhà đại đình mình áp dụng nha. Thôi Cảnh sẽ kết thúc video đây nha đại gia đình. Đại gia đình mình á có xem kênh Cảnh á có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh thì cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha, chuông và nhận video kế tiếp của Cảnh nha. Thôi Cảnh chào tất cả đại gia đình mình nha, hẹn đại gia đình mình gặp lại clip sau nha.